Ôi, chết, chạy, chạy rồi nó. Rồi, cũng sao, không sao. Rồi, rồi, chạy, chạy đi, chạy đi. Để đi. Cá bự dữ vậy. Rung tay luôn đó nha. Hết biết con cá rồi. Wow. Mình xin kính chào ông bà cô chú, anh chị em và các bạn đang xem kênh Tui Tèo Vlog. Cho một chút cả nhà mình một ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thì hôm nay hai chồng tính đi ra ngoài đồng tìm những cái mương mà có nước mình chài cả nhà. Thì dụng cụ đem theo nè. Dụng cụ đem theo thì là cái xô với cái miệng chài. Miệng chài thôi. Cái miệng chài mà ra gặp mương này phải khô. Tính đường khác nữa cả nhà. Bây giờ em để cái nước đây em xách anh đi. Xách gì? Nước nữa. Quên, dụng cụ hết nước. Trời nắng nè, không có nước chịu nó đâu. Giờ tính sao? Anh tính sao? Anh lùa dài đắng. Anh mò đi, rồi là đắng coi có cá rồi bạn nhà tát luôn. Vậy hả? Bữa nay đổi kế hoạch luôn cả nhà. Kế hoạch là đi chài. Định đi chài mà ra cái miếng gãy mà ta trồng rồi ta bỏ cái nha, ta không trồng nữa ha. Cái mương giờ thì nước nó cũng cạn rồi, hồi xưa là nó ngập mặn, dữ lắm. Mặn, chủ đất đâu vô, ừ. Từ từ nó kiệt nước cạn. Nó kiệt nước mà nó cạn. Chú này mò dồn đẳng cho giờ mình tát luôn. Mương này thì rau muống nó cũng bịch hết trơn. Có cái chỗ thì nó trống. Ở đằng trước thì thấy một đám lục bình dữ lắm anh. Ngay đầu mương á. Vậy hả? Cái mương này cùng luôn không? Nó đâu có mương ngang hả? Vậy anh mò dồn lại rồi mình tát một khúc ha. Cái gì? Quắn hả? Nhiều không? Hút cái chào chào khóc hút. Ồ cũng nhiều quá đó. Bữa nào có ăn ốc qua đây mò. Mình có cá nè. Quá có bự không em? Nè có bự gì không nè? Ừ. Xung quanh ở đây lúc xưa thì làm ruộng cả nhà. Bây giờ thì miếng xanh xanh trước mặt thì là người ta trồng cỏ ha. Trồng cỏ tây, người ta trồng lan với ruộng luôn. Còn ở phía trước này thì người ta trồng cỏ voi, người ta lên liếp á. Người ta có trồng gãy rồi, sau đó người ta cho trồng cỏ nuôi bò. Còn miếng này thì người ta lên thì để trồng gãy nè cả nhà. Cái này mình động cái là nó vô đó, một bình đó. Dạ. Yeah. Có đụng đụng gì không anh? Cá nó cũng hay đó, mình động là nó giọt trước rồi. Đâu cần tới mình đụng đâu. Cái bực này đắp bờ được. Hôm nay bà đằng nhóc trên kìa. Không được không? Đó là sâu nè. Ôi sao chuồng chuồng bay thấp quá kìa. Chuồng chuồng bay theo anh dữ rồi. Hồi tháng mưa nói bay thấp thì trời mưa đó, ngày đó trời mưa. Mà kiểu này làm gì mưa nổi, tháng này đâu có mưa nổi. Hả? Em mổ quấn này cho em coi nha. Uh-huh. Cái hàm cả nhà. Wow, nhiều quá vậy. Không nghe nhiều quấn. Nó nằm dưới lên chứ. Uh-huh. Ừ. Có chim chép nữa gì kìa. Này hả? Chim chép chết hay gì vậy? Nguyên. À, nguyên. Nguyên. Ừ. Không lấy mò luôn. Không, cái này không có ấp đâu. Ở mương này chắc có sình nhiều anh ha. Ừ. Sình dữ lắm. Cái này chắc kiếm cái cây gì tắn được không anh? Nghe cá quẩn đâu á. Nghe cá quẩn đâu á. Trời gió thì nghe hơi ồn, cả nhà thông cảm cho Nguyệt nha. Rồi đi ra đồng á, nhiều khi trời chở gió. Hay mới cỏ trụ nè cả nhà. Cho cái bờ của mình nó vững. Ở vườn cái bên biết là trồng dừa gì mà lá nó vàng anh? Dừa không có phân chứ gì. Hả? Tưởng giống dừa gì? Phải dừa không? Cái cỏ vàng khè. Nó vàng cả nhà. Cỏ nó vàng khè đó nha. Vàng nguyên cây đọt luôn.
Chứ không xình nhiều mà xình hơi mềm. Tới phải cái miệng chài chặn nha. Lên miệng chài đi xô nha. Chặn nha, cá đừng sống. Chặn cái này túm luôn nè. Túm là nửa cá nó vô trong luôn. Túm lên luôn. Chặn này thì còn ngon cái gỗ đó. Đổ xăng không? Đổ nó xăng rồi mới chạy. Chạy nó chừng hết xăng. Rồi, mình ngồi nước nha. Trà đá. Chắc này uống trà đá ngon. Cây này cây nổ tuổi thơ nè cả nhà. Ô, sao nổ vậy? Nè cả nhà coi tàu tát nước là nó nổ nè nha. Xưa tàu hay chơi cái cây này lắm. Nghe bóc bóc cái nổ là nổ nhánh dưới này nãy anh làm đó. Đó đầu nổ là gai đó. Nhưng hồi nó gộ đó là nhiều lắm. Thấy cá trên đây quặn đục dữ lắm anh ơi. Thấy trên đây đục dữ lắm à. Cá phi kìa cả nhà. Có phi hả? À? À, có phi. Còn có phi. Mình thấy còn có phi. Có cả nhà. Bên đây chạy lên đây cái nó chạy ngược lại. Ở trên đó nó cũng đục lắm mà không biết cá gì. Hai cá phi đó, thấy hai cá phi. Hai cá phi. Ừ. Hai cá phi. Nó khôn ha. Nó chạy ngược nước ha. Cái bự vậy? Hả? Hả? Ở đâu? Đâu? Nè, nè. Cá phi. Cá phi, cá phi. Sắp cạn rồi. Cá phi. Rồi, ở nơi vô rồi. Ô vô rồi, giọt ra. Ba bốn con luôn á. Nó cái gì vậy? Ừ, cá phi hả? Quậy lắm, cá phi hả anh? Nghe nhỏ cá phi cả nhà ơi. Nghe nhỏ rồi. Cá phi dữ nha. Chứ có cá lóc cá chê gì không đây? Tình hình là cá phi à. Có cá phi đó. Trong cái túi dữ à. Đó là hết ga đó. Chạy tới luôn. Bắt cái đưa bắt được rồi đó. Hơi nữa ha. Để em lên coi nha. Lên coi có cá gì không. Chưa thấy phát hiện gì khác. Thấy cá phi à. Ừ. Rồi ngay ổ luôn à. Cá bự cá nhỏ cá nào cũng có. Ở nơi con cá lóc anh ơi. Lóc. Ở cái nhà thấy không cả nhà. Đó, đó cá lóc đó. Ừ. Bự cũng bự. Nằm im gu đó cả anh ơi. Đó cả nhà, đúng quá nhà. Cá lóc này bự à. Vàng, cá lóc vàng. Hả? Gì gô vậy? Cá phi là gì đó ha. Rồi bắt được chưa anh? Đó để ngồi bắt sau đi. Lụm trong này trước cái nha. Cái mương này là khỏi cần mò đâu. Thấy giống như đồ mò. Trình cứng á à. Quan trọng là cái lục bình đó đó.
này chủ vườn người ta là gì, người ta đang người ta mới vừa ghép. Chạy ơi nó. Rồi cũng sao, không sao. Rồi, chạy đi, chạy đi. Để đi. Chạy mạnh chút nữa. Vô chạy luôn rồi đó. Ờ, chạy mạnh chút nữa đi. Rồi ổn em mà, em ổn đi. Để được không anh ơi? Ở đây nè. Đây còn gì không? Có gì có phi nó tung xuống đó. Ở đâu? Hai bà con luôn. Vậy hả? Đâu? Vô bình vậy nó ra đó. Cá bự lắm. Vậy hả? Ui. Cá bự dữ vậy? Rung tay luôn nha. Ui. Này. Hết biết con cá rồi. Wow. Ui con cá. Hết biết con cá luôn đó nha. Đây con nha. Ừ. Mới thấy chỗ này con nữa nè. Chuối à, chuối. Wow. Cặp luôn. Thấy không? Con cá đó quá trời bự luôn anh. À? Cá chắc lâu năm rồi đó. Hay là trồng nha cả nhà. Ô, ấn chung nè. Gì? Ấn chung. Gì hả? Ui. Nó không có đập. Mà nó còn không cắn. Nhưng mà sao em thấy ấn chung mình cũng sợ. Hổ hành thì em sợ, ấn chung sợ. Chung nó có gần 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 đó. Cái đám một bình nó hơi bịch. Ê con nó kìa, cá lóc nè. Hả? Nè. Ui, cá lóc cả nhà. Trên vàng này. Ừ. Ôi. Nhảy dữ rồi. Đâu rồi? Tiêu rồi. Hả? Tiêu rồi. Ờ, mà cái đây. Mất nữa rồi. Ờ. Chú giấu giò. Ha. Muốn chú bị chài hay gì mà. Chị này nè. Được một em nữa. Thế này còn nữa hả? Ừ. Thấy không? Ủa, không phải. Được con nữa chứ. Có vậy. Ồ, cá bóng dừa. Đây. Cá lóc không à? Còn những cá bóng dừa. Cá bóng dừa. Đâu rồi? Nè. Lụm luôn. Em sẽ có nhiều nó đi xuống hướng hết rồi. Cái này dày quá, chấm vô. Ừ. Nó xuống theo nước xuống hết, mình bắt hết. Đeo có trùng luôn. Trùng đi lương. Hả? Đấy, con con. Mẹ biết mình không chơi rồi chạy. Làm ổ nó ở đó. Ừ. Bể như này. Ừ. Hết sạch. Tính ra mấy con cá này không làm khó ha. Tự đi ra ha. Hơi bị mệt. Con cá bự, cá này cả nửa ký. Lâu lắm mới bắt được cá bự. Tại cá lóc nó nằm luôn kìa, không đi luôn kìa. Nằm nó luôn. Biết là đi cũng lụm mà.
Tới đây chịu rồi, chịu chặn rồi. Rồi, có phi. Không có phi. Không có phi thôi. Vô luôn. Mấy cá bự thôi, cái nhỏ đó là 4-5 con nữa, quậy vậy đó. Quậy cái mặt thì gớm luôn. Mấy cá nhỏ nhỏ, cay nước cay lại cái này. Để nó chết. Rồi anh khai bẩn lên như là cái nhà quánh luôn, 4 cá lóc, một con cá lóc cồ luôn. Bác mưa này thật sự là không đổ mồ hôi luôn. Dạ. Yeah. Hết nước. Tôi dằn cái viên chài thì sợ nó xách về nó phóng vào còn dính cá lồng tông. Ồ dằn cá lồng bự đỏ lò. Nó viên chài đè á, chảy máu không được. Đỏ cả nhà, đỏ bên. Mấy cái này không bị, cái bự bị. Rồi này cũng trúng cả nhà. Được 4 cá. 4 cá lóc. 4 cá phi anh. Ê cá này thả lại đi. Hả? Thả lại. Nhỏ không? Ú ha. Nó ú nhưng mà nó nhỏ. Nuôi lại đi. Biết đâu, muốn thả thả đi. Cá nuôi lại. Rồi, đổ cho lại xô. Giờ cũng về tới nhà cả nhà. Đi ra cắt ít rau vô làm cơm. Cái rau dền của Tèo bữa nay nó bự rồi nè. Bự nó tốt nè cả nhà. Quá trời tốt luôn. Có cái lỗ đó không biết đất nó bị gì, nó không lớn. Rau muống thì rau muống này 2-3 ngày nó ăn được đó em. Rau muống này 2-3 ngày nó ăn được rồi. Tốt điều gan luôn. Mình có mà nấu lẩu gì mình nấu luôn. Cây ngọt nè, cây ngọt tốt nè. Bữa nay thì dính được cá lóc bự. Dính được cá lóc bự cho nên là bữa nay là gia đình Tèo làm món mới nha. Cá lóc hấp rau ngổ. Rau ngổ này tốt nè cả nhà. Nó non quá trời. Cắt hết đám này luôn đi em. Cắt bữa nay cắt hết luôn ăn cho nó thiệt ngon bữa cả nhà, chứ cho nó hòa đợt luôn. Đọt không hồi về hồi vô cái mình khỏi nhắc. Rau ngổ này cũng nhận dễ trồng ghê trời ha. Mà hồi giờ hồi đó Tèo trồng ở ngoài nhà ngoài trồng không được cái nha. Tại vì mương bị có cá phi á. Phải rồi đó Tèo biết mà trên bờ mà nó sống tốt gì rồi đó Tèo trồng trên bờ rồi. Không có trồng dưới mương. Em để thao đây nè. Rồi nó kiếm bộ hành nhỏ vô. Hành thì nhóc luôn nè, tốt nữa nha. Tèo mới nhổ mấy bụi hành bên kia qua dặm luôn, dặm vô cho nó kêu bằng nó đều lại. Hành kim bên đó đó hả? Nhỏ hành kim trời qua. Phát triển nha. Đất đó mình trồng cái làm như giờ nó khô cằn quá. Hai hết này thì thiếu qua đám đó cũng dữ lắm cả nhà. Xong hồi Tèo lợi tứ ba cái dưa leo xương xương đó. Này bộ nãy bé Út nó ra dặn là gì còn ướt ướt nè. Mạnh không? Ồ bữa này nước mạnh. Húng đều cả nhà. Không dám lại gần nữa. Ngồi gì nè, húng đẹp. Húng xương. Cả nhà dòng cái ổi ra bông nè. Hết biết. Bông hết hồn thì chứ. Hầu như là mỗi đọt luôn cả nhà. Dài này nè, dài này mới búp rồi. Trên này bông nhiều. Bạch trái này Tèo dưỡng Tèo bọc lại ăn nè. Quá trời, đùm dưới này nè. Tèo gom gác đồ đó, vô cho nó im gốc á. Tưới nước tốt. Vậy ướt rồi đó. Tắt này Tèo qua tưới bi đao bên kia. Tèo ngổ chỗ này tốt nè cả nhà. Tưới không ra Tèo tưới nước á, chăn văng xuống đó, tốt vậy đó. Mấy trái bầu này mau lớn quá em. Mấy trái bầu mau lớn. Giờ mau lớn rồi cả nhà. Ba bốn trái chỗ này nè. Mới hôm bữa Tèo quay là nó bằng cái trái nhỏ nè. Mà giờ nó mới lớn rồi đó. Bên đây đọt cũng tốt quá ha. Đằng kia còn mấy trái nữa kìa. Đám rau của Tèo nó bị sâu rồi không hay cả nhà.
ngang ở trên muốn gụi luôn rồi. Hôm tao ra là bắt sâu sụt lùi để mà nó phúng nó ướt. Chiều nước mạnh ha, nước mạnh cả nhà, phúng mạnh ghê luôn. Cái cây bóm hồng ngay chỗ đó bữa nay quá trời tốt luôn, bông bự bự luôn. Rồi thì bây giờ gia đình chuẩn bị làm cơm cả nhà. Chào cả nhà. Con chào cô chú. Hôm nay gia đình ăn cơm tối nè. Cá lóc thì bắt được 4 con ha, thả con nhỏ à, mình mần 3 con. Hôm nay thì mần cá lóc hấp trong ngổ cả nhà. Mình có chuẩn bị nè, đây là hành tím ha, với gừng ha, mình sắt ra ha, mình sẽ ốp vô cá cho nó thơm. Ở đây là gia vị nè, hạt niêm, đường, bột ngọt, để luôn ha. Đây còn nửa hũ sa tế nè, mình sẽ cho vô luôn cho nó cay cay ngon ngon. Cho tỏi phi vô, một ít tiêu ha. Cá bự nó nằm bằng cái dĩa né luôn. Đây là cho một ít dột cá vô, dột cá vô mình hấp ha. Bây giờ mình massage để cho thấm, cái mình bắt nước sôi lên cái mình hấp. Ừ. Có gì? Chỉ có trái gì? Trái gì? Cái cây thù lù cô trồng giờ nó có trái chín. À, cây thù lù à. Cây thù lù. Vậy nó ăn sao con ăn sao? Nó trồng có trái chín nè. Ăn sao con ăn được? Ăn được. Ngọt. Nó ngọt ngọt đúng không? Đâu con bẻ ra thử này. Đâu, ăn sao đâu. Ở trong nó có trái gì đó. Hay giống trái dưng cá nha. Gì đang đó. Ngọt. Cây đó hình như người ta làm thuốc ha. Cái cây đó là em cũng có từng uống nữa. Cũng có một người chị cũng sắc uống rồi, nói là uống cái đó là uống tốt chị tùm lum bệnh. Nhưng mà chị đó thì uống là chị bệnh nhất. Nhưng mà đắng dữ lắm. Người có uống thử rồi cả nhà. Nó đắng, đắng như mật vậy. Nhưng mà nó nói thuốc đắng giả tật vậy đó. Nó tốt. Thuốc nam nó dạ. Đắng, nó đắng lên mấy mát. Dạ, cái vị đắng là chị thứ nhất. Vậy là bữa nay ăn rau nhổ, ăn rau ngổ là bữa nay món này món mát nè. Rau ngổ này cũng nó đúng không? Đắng đắng nhưng mà cũng tốt đó. Trai cười đẹp gái ghê. Chứ rau đắng ha chú, rau đắng mình ăn nhiều cũng tốt cho phụ nữ đó. Rau đắng một lần ở Tây Ninh đó. Dạ. Có đắng rau đắng, đắng ở dưới ruộng đó. Chú hái xào cho ăn luôn. Đắng cũng là ăn nên thuốc. Không có đắng gì chứ. Nó nói rau đắng tới hai loại. Rau đắng đất. Lá nhỏ, loại lá hơi bự. Có loại rau đắng đất á. Chắc rau đắng đất hơi bự không? Cái rau đắng đất là nó mọc trên bờ á. Mọc nó bò có dây đó. Còn rau đắng mà mình ăn cháo cá lóc là nó loại nó mọc dưới nước. Ở đây thì có bắt cái chảo nước ha. Sẽ để cá lên hấp nè. Hấp này theo con cách hấp hả? Mình hấp gì? Hấp bầu, hấp bia. Hấp bia. Dạ. Mình hấp cá cho chín trước ha. Nãy giờ thì nồi cá cũng lâu rồi cả nhà. Hầm nó chín chưa? Bỏ đầu rồi. Thấy bến nè. Em nghĩ là chín nè. Chín. Để rau ngổ vô luôn. Giờ mình để rau ngổ vô ha. Cái rau ngổ này mình để xong cái mình đậy nắp là nó héo là ăn được cả nhà. Cái nước đó nữa rồi. Nhúng rau ngổ cho nó ngọt dữ lắm. Nữa nó héo lại cái mình nhặn nó xuống cho nó thấm vô cái nước. Hết thấy con cá luôn. Chút xíu nó dở cái sao em. Để dung lại đi, để dung lại lên. Để dung chính giữa. Ừ vậy đó. Hồi cái nó kêu nó sọp xuống. Nhiều mà nhắc lá bỏ cái nó cũng hết nè. Để con hành, để hành hành luôn ha. Để bắt hành trên. Mấy cái này dễ chín lắm nha. Để hơi nóng một xíu. Đây mình ha, cũng hấp một ít nữa mình để ăn. Rồi giờ đây nắp lại. Nắp này vừa với cái chảo này luôn. Để mình chở ra coi rau ngổ chín chưa ha. Chín này. Ăn được không anh? Chín này. Rồi giờ mình lấy ra ăn cơm.
Bữa cơm gia đình Tèo cũng đã chuẩn bị xong. Tèo mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình nha. Nguyệt mời cả nhà cùng dùng cơm gia đình Nguyệt nha. Mời cả nhà dùng cơm nha. Con mời cha tối. Ủa, con ngồi lại cha mẹ cũng chứ ăn cơm. Phải ăn đó lấy quên. Rồi, dạ, mời con cá lóc ra. Mồi nè, không phải là rau không nữa ha, cá rồi. Thôi banh vòng 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 vậy đó. Cái mình có ăn rau thì mình gấp rau, ăn cá gấp cá. Trộn rau lên. Rau ngổ nãy đó. Đó, trộn rau lên cái phần dưới nó thấm rồi nè. Cá lóc nứt rau ngủ. Cá lóc nứt lùm. Lùm. Nha, cái này là rau ngủ. Thì lùm đó, lùm rau. Đó, mà khô thịt ra. Đó, thịt nè. Có gừng nữa nha. À, thơm. Ăn đi. Rồi, nghe ra thử rồi. Cá lóc bự hấp thật không đây. Chứ hai ăn cái má này. Chú Huy lấy thịt chưa? Mày gấp cho nè. Cho đứa mình thịt gấp củ hành. Củ hành nó cũng ngon. Mà cả nhà nghe, ăn cá lóc hấp với rau ngổ. Mày cũng có xương ăn càng kỹ nữa. Món này cũng món mới đó nha. Nào giờ gia đình Tèo chưa từng làm món này. Miếng rau ngổ nè. Kẹp chung với cá. Mời cả nhà ăn cá lóc hấp mà rau ngổ nha. Sao Thảo Huy? Món này sao? Cá lóc hấp nhưng mà có mùi rau ngổ một xíu. Thơm nha. Thơm rau ngổ. Với cây cây nữa. Cây cây. Cây cây mẹ ớp xả tế. Xả tế, cây cây. Ăn rau ngổ đi nên thuốc hả? Đúng cái nước hấp nó cũng không. Cá ớt vậy nè mình hấp nó thấm thấm như vậy vô nó ngon. Thịt nó không? Không thịt dưới à. Con cá bự nè. Thôi em lôi lên trên không em? Lôi lên trên rau luôn vậy. Ừ vậy đó. Nhìn thấy nó ngon. Tối rồi mà ăn con cá nó hỏi ngon quá trời. Tối rồi ăn cá lóc quá trời thử. Ăn cá lóc hỏi ngon quá trời luôn. Nè bé Út. Nè, cho bự nè. Cảm ơn mẹ. Khen ngon được thưởng cục bự. Quá trời thịt à. Cảm ơn mẹ. Ăn đi ăn cá nhiều nhiều nữa con. Rồi, chào mừng cả nhà ăn cơm nha. Lọc thử vô mổ rồi. Nãy giờ nhìn vô rồi mất thèm. Cánh mắm sâu sâu á. Lăn đường. Bự đó. Lăn đường. Trong mắt cá. Trong mổ hấp cá lóc chấm mắm bự này. Ăn thử làm sao. Không phải giờ mập nó ăn cắp nghề rồi. Ừ. Cũng qua bà nội, qua bà ngoại nói rồi. Đúng không chị? Mặt nó ăn cắp nghề của nước mắm của bà ngoại vậy. Tôi chưa ăn thử cái gì mà. Rau mỗi này nó hấp vậy nó giòn. Giòn không? Ừ. Thấm nè, thấm cái gì vậy nè. Nó giòn chứ không phải như mình luộc. Muốn chấm cũng được, không chấm cũng được. Nó giòn mềm nha. Ừ. Món này có lấy à? Món lai gai và ly gù đế. Pháp Huy cũng hấp được đó. Nhưng mà chắc không bằng cá lóc nữa. Thì không bằng à, Pháp Huy. Bà hỏi mình hấp món gì ăn quên hoài. Hấp bia, cá lóc hấp bia. Cũng ngon. Ngon. Ngon thì nhờ mình ớt nè. Mình ớt gừng này kia nó thơm. Ngon, đậm gia vị. Bữa nay cũng ớt gần giống vậy á. Mình coi mình chiên cái ăn ngán rồi mình hấp vậy. Kho thì mắc lùa cao, bỏ này hấp thì tỏi luôn. 2-1 luôn, vừa ăn rau vừa ăn cá luôn. Cá lóc thịt ngọt á. Mỗi một món nó có một mùi vị khác nhau. Cái này thì ăn có cái hậu đắng đắng của rồng ngổ. Đậu rồng nghĩ chắc ngọt lắm. Tại vì đậu rồng nó đâu có vị gì, nó ngọt à. Hấp đậu rồng. Hấp bầu hấp mốt rồi nhà mốt rồi gia đình Tèo cũng làm giỏi giang cái nhà rau ngổ thì mới làm được tiên
còn đậu rồng thì chưa. Bữa cơm gia đình Nguyệt cũng đã xong. Nguyệt cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video hôm nay của gia đình Nguyệt nha. Hẹn gặp cả nhà trong những video sau. Nguyệt chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cô chú.